Hôm nay, chúng ta cùng đi phượt với đạo diễn Phượng Hoàng đến một nơi mà người làm phim và xem phim đều yêu thích, đó là tham quan phim trường Hoành Điếm. Vì đất nước Trung Quốc rộng lớn nên đến với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng đều có khoảng cách xa. Chúng ta cùng lên tàu điện này là thuận tiện và rẻ tiền nhất. Chiết Giang khu vực được mệnh danh là vùng đất của các cổ trấn, đồng thời là tỉnh đóng vai trò chủ đạo, góp phần thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc. Có thể nói đây là một trong những khu vực rất đắc địa để sinh sống và học tập. Tỉnh Chiết Giang là một tỉnh ven biển phía đông của Trung Quốc. Tên gọi Chiết Giang lấy theo tên cũ của con sông Tiền Đường chảy qua Hàng Châu, tỉnh lỵ Chiết Giang. Tên gọi tắt của tỉnh này là Chiết. Chiết Giang giáp giới với tỉnh Giang Tô và thành phố Thượng Hải về phía bắc, An Huy và Giang Tây về phía tây và Phúc Kiến về phía nam. Phía đông giáp biển Hoa Đông. Khoảng cách từ Chiết Giang, Hàng Châu đến Thượng Hải là 176,4 km, mất 2 giờ để di chuyển. Khoảng cách từ Chiết Giang tới Nam Kinh là 274,9 km, tức là mất 3 giờ 4 phút để di chuyển. Chính vì thế khu vực này rất thuận lợi cho việc du lịch, giao thương và buôn bán. Tàu chạy rất êm, sạch sẽ và hiện đại. Thích nhất được ngắm nhìn các bức tranh chạy dài trước mắt, sống động không bao giờ nhàm chán. Đến nơi rồi, xuống tàu thôi. Sau khi tàu điện đến thành phố Kim Hoa, chúng ta chuyển sang đi xe taxi vào phố để đến phim trường mà ta muốn đến. Thành phố Kim Hoa, tên gọi cũ Vũ Châu, là thành phố trực thuộc cấp tỉnh của tỉnh Chiết Giang Trung Quốc. Đồng thời đây cũng là một trong 27 thành phố của trung tâm vùng châu thổ sông Trường Giang. Kim Hoa được biết là một vùng đất lịch sử. Nơi đây được mệnh danh là thành phố lịch sử văn hóa nổi tiếng của Trung Hoa. Chiết Giang sở hữu vị trí địa lý rất đặc biệt. Khu vực này nằm ở vùng chuyển tiếp khí hậu giữa đại lục Âu Á và vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Chiết Giang mang đặc trưng của khí hậu cận nhiệt đới gió mùa. Nơi đây có 4 mùa phân biệt. Mùa xuân bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 5, mưa nhiều. Mùa hè kéo dài trong khoảng thời gian tháng 6 tháng 9, mưa nhiều, trời nóng ẩm. Còn mùa thu tiếp tục từ tháng 10 đến tháng 12, khí hậu ấm áp, mùa đông trời khá lạnh, tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp. Vì thời tiết có tính chất lạnh khô nên các bạn du học sinh chỉ cần mặc kính là sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Ngôn ngữ bản địa của đại bộ phận cư dân Chiết Giang, tiếng Ngô có phụ âm, nguyên âm, thanh điệu, ngữ pháp, từ vựng hoàn toàn khác so với các phương ngôn phương Bắc Trung Quốc. Tiếng Mân Nam là phương ngôn lớn thứ hai tại tỉnh với khoảng 1 đến 2 triệu người nói, tập trung ở phía Nam. Tiếng Huy là phương ngôn lớn thứ ba tại Chiết Giang, chủ yếu được nói tại Thuận An và Kiến Đức. Cư dân tại phía Nam huyện Thái Thuận sử dụng phương ngôn mang dạng của tiếng Mân Đông. Được thành lập vào năm 1996, phim trường Hoành Điếm được mệnh danh là Hollywood của Trung Quốc, là phim trường lớn nhất thế giới. Nằm ở Hoành Điếm, một thị trấn cách Hàng Châu khoảng 2 tiếng rưỡi lái xe về phía Nam và cách Thượng Hải khoảng 4 tiếng rưỡi lái xe. Phim trường Hoành Điếm là phim trường tọa lạc ở trấn Hoành Điếm, thành phố cấp huyện Đông Dương,
thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hiện nay, đây là phim trường rộng nhất thế giới. Tập đoàn Hoành Điếm do Từ Văn Vinh sáng lập là đơn vị sở hữu phim trường này. Phim trường miễn phí cho các đoàn làm phim. Trường quay thu lợi nhuận từ dịch vụ khách sạn, nhà hàng, cung cấp thiết bị và trang phục. Phim trường bao gồm 13 điểm quay phim với tổng diện tích lên đến 330 hectare và diện tích xây dựng 495.995 m². Đây là phim trường rộng nhất thế giới. Ngoài quy mô khổng lồ, studio còn có một số kỷ lục bao gồm tượng Phật trong nhà lớn nhất Trung Quốc, phim trường trong nhà quy mô lớn nhất, số lượng phim và cảnh quay qua điện thoại cao nhất tính đến năm 2005. Các cung điện của triều đại nhà Minh và nhà Thanh tái hiện chân thực các tòa nhà và lối sống của những thời đại này 1368-1912. Trưng bày các cung điện hoàng gia, khu vườn, dinh thự của hoàng tử, văn phòng chính phủ cổ xưa, túp lều và nơi ở của dân thường. Du khách đến đây có thể hóa thân vào các nhân vật mà đã xem qua các bộ phim yêu thích. Có quá nhiều phục trang, đạo cụ để biến thành ông hoàng, bà chúa một cách dễ dàng mà giá cả thì vô cùng dễ chịu. Đặc biệt, đội ngũ chuyên viên hóa trang quá chuyên nghiệp, sẵn sàng chiều ý mọi khách hàng, khiến ai cũng vui vẻ, hài lòng. Chỉ mất một buổi thôi là các cô đã có một album hình tuyệt đẹp. Thank you.
Cung điện Minh Thanh là một mô hình thu nhỏ của công trình Tử Cấm Thành. Vẻ đẹp của cung điện này mang màu sắc tráng lệ và tái hiện lại khung cảnh hoàng gia rực rỡ. Bạn có thể tìm thấy những cung điện nguyên Nga, những văn phòng hoành tráng hay những không gian mang màu sắc dân gian với tổng diện tích lên đến 100 hectare. Bản sao Tử Cấm Thành. Nếu như điện ảnh Mỹ tập trung sản xuất các bộ phim viễn tưởng hướng về tương lai, thì điện ảnh Trung Quốc lại cho ra đời các bộ phim cổ trang, quay về quá khứ. Một số bộ phim truyền hình từng gây cơn sốt tại Việt Nam trong thời gian gần đây như Diên Hy Công Lược và Hậu Cung Như Ý Truyện, lấy bối cảnh vào triều đại nhà Thanh của Trung Quốc. Hầu hết khán giả khi xem đều dễ dàng nhận biết cốt truyện phim xoay quanh cuộc sống của các phi tần ở chốn hậu cung Tử Cấm Thành nổi tiếng ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, có một sự thật mà không phải khán giả nào cũng biết. Đó chính là tất cả cảnh quay trong phim đều được thực hiện ở một bản sao của cố cung nằm ở phi trường Hoành Điếm, tỉnh Chiết Giang, cách thành phố Hàng Châu 175 km. Cố cung giả này là phi trường lớn nhất trong quần thể rộng lớn của Hoành Điếm, được xây dựng theo tỷ lệ 1:1 giống hệt như phiên bản thật ở Bắc Kinh, với đầy đủ các cung tẩm như Thái Hòa Môn, Thái Hòa Điện, Giao Thái Điện và chốn hậu cung. Việc xây dựng bản sao của Tử Cấm Thành đã tạo nên một bước nhảy vọt cho nền điện ảnh xứ Trung, khi mà có quá nhiều bộ phim kể về chốn hậu cung thời nhà Thanh, hỗ trợ cho việc sản xuất phim trở nên thuận lợi hơn khi phim trường không chỉ cung cấp địa điểm quay như thật, mà còn cung cấp diễn viên quần chúng, đạo cụ và trang thiết bị, trang phục và hóa trang. Ngoài việc cung cấp địa điểm trường quay cho nhà sản xuất phim, nhà đầu tư còn mở cửa cho du khách vào tham quan bản sao cố cung với giá 150 nhân dân tệ, khoảng 500.000 đồng. Khách tham quan có dịp tận mắt các đoàn phim đang thực hiện các cảnh quay, xem các chương trình biểu diễn chuyên nghiệp tái hiện cuộc sống trong cung đình, thuê trang phục nhà Minh Thanh để lên ngồi trên các ngai vàng và cảm giác trở thành hoàng đế trong giây lát. Quần thể phim trường Hoành Điếm rộng 330 hectare, tọa lạc ở trấn Hoành Điếm, thị xã Đông Dương, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hiện nay, đây là phim trường rộng nhất thế giới do tập đoàn Hoành Điếm đầu tư, với tổng diện tích lên đến 30 triệu mét vuông. Phim trường này rộng gấp 27 lần tổng diện tích hai phim trường Universal và Paramount cộng lại. Từ một vùng quê nghèo của tỉnh Chiết Giang, Hoành Điếm đã trở thành một nơi sầm uất bởi các đoàn làm phim và du khách đổ xô đến. Xung quanh phim trường mọc lên các khách sạn và nhà hàng. Người dân địa phương có thể làm việc bên trong phim trường bằng việc đóng vai quần chúng hoặc nhân viên đạo cụ. Một ngày cũng được 100 nhân dân tệ, khoảng 350.000 đồng Việt Nam. Ngoài sở hữu bản sao cố cung của Minh Thanh Cung, phim trường Hoành Điếm còn có những trường quay khác, bao gồm Tân Vương Cung, Quảng Châu và Hồng Kông Phố, Công viên Văn hóa Hoa Hạ, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Danh Thắng Bình Nham Động Phủ. Tính đến nay đã có khoảng 4.000 bộ phim được quay ở đây. Trong đó nổi bật nhất là những bộ phim như Hòa Hổ Tàng Long, Mỹ Nhân Tâm Kế, Hạo Lan Truyện, Anh Hùng, Võ Tắc Thiên Truyền Kỳ, Hoàng Kim Giáp, Sở Kiều Truyện. We'll be right back.
Tử Cấm Thành là cung điện được sử dụng trong hai triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc là nhà Minh và nhà Thanh. Tập hợp hoàn hảo các kỹ thuật xây dựng cổ truyền, là mẫu mực trong quy hoạch kiến trúc cung điện cổ Trung Hoa. Theo cuốn kiến trúc Trung Quốc cổ đại của học giả Lưu Đông Trinh, một trong những người đi tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy kiến trúc Trung Hoa cổ đại, thì nghệ thuật kiến trúc cổ quy nạp về bốn phương diện nổi bật. Thứ nhất, nghệ thuật quy hoạch kiến trúc. Trong đó, bao gồm cả quy hoạch bình diện phẳng và cả quy hoạch chiều cao của công trình. Tổ hợp các công trình mỹ lệ như một bức thư họa. Thứ hai, tính thống nhất của các công trình. Từ hình thể, kết cấu, trang trí đều đạt tới một chuẩn thống nhất. Thứ ba, nội thất của công trình. Nội thất là một phần của công trình, hoặc sang trọng xa xỉ, hoặc mộc mạc đơn giản, cũng trở thành một phần quan trọng của nghệ thuật kiến trúc. Thứ tư, sắc thái của công trình, hay việc sử dụng màu sắc trong kiến trúc. Màu sắc sử dụng trên tường, mái, cục, cửa phản ánh quan điểm của mỹ thuật cổ trong việc sử dụng màu sắc. Nói về vẻ đẹp kiến trúc cung điện, không gì nổi bật hơn bốn khía cạnh trên. Nay lấy Tử Cấm Thành Bắc Kinh làm tiêu điểm vì lý do Tử Cấm Thành là cung điện được sử dụng trong hai triều đại phong kiến cuối cùng của nhà Minh và nhà Thanh. Tập hợp hoàn hảo các kỹ thuật xây dựng cổ truyền là mẫu mực trong kiến trúc cung điện cổ Trung Hoa. Thành Bắc Kinh cổ gồm 3 vòng thành, trong đó gồm thành ngoại, Hoàng Thành và Tử Cấm Thành. Tử Cấm Thành nằm ở trục trung tâm của Bắc Kinh. Theo trục Bắc Nam, lấy Tử Cấm Thành làm tâm hướng ra phía Nam, tới Vĩnh Định Môn cổng Nam Thành Bắc Kinh là 4.600m, phía Bắc đến Tháp Chuông Đồng Hồ là 3.000m. Tử Cấm Thành chiếm khoảng 1,5 km trên 8 km trục Bắc Nam thành Bắc Kinh. Phía Nam Tử Cấm Thành, đi từ cửa ngõ Môn tới được Thiên An Môn, tới Chính Dương Môn là đoạn đường dài 1.500m. Ngoài Tử Cấm Thành, dọc theo phía Nam, hai bên chia thành hai khu vực thờ phụng. Phía Đông là Thái Miếu, phía Tây là Xã Tắc. Ngoài hành lang nghìn bước hai bên Thiên An Môn, thiết trí các bộ, viện là nơi làm việc của quan lại. Với quy mô diện tích hơn 700.000m², Tử Cấm Thành được bao quanh bởi bức thành cao 10m và hào dày 52m. Bức thành rộng 753m từ đông sang tây và dài 961m từ bắc xuống nam. Thành có quy hoạch hình chữ nhật, có cổng ở phía đông, tây và nam. Tử Cấm Thành được quy hoạch chặt chẽ, thần thái hoành tráng, sự uy nghi, uy nghiêm, trang trọng và hài hòa về bố cục mặt phẳng, hiệu ứng và hình thức ba chiều đều là những kiệt tác kiến trúc có một không hai. Quần thể công trình này đánh dấu truyền thống văn hóa lâu đời và thể hiện những thành tựu nổi bật của Trung Hoa trong nghệ thuật kiến trúc hơn 600 năm trước. Quần thể kiến trúc cổ vĩ đại. Các cung điện của Tử Cấm Thành là quần thể công trình kiến trúc cổ lớn nhất và hoàn chỉnh nhất còn tồn tại từ trước tới nay. Cung điện được bố trí dọc theo trục trung tâm Bắc Nam, đối xứng từ trái sang phải, kéo dài từ cổng Dung Thinh ở phía Nam đến tháp trống và tháp chuông ở phía Bắc, chạy qua toàn bộ Tử Cấm Thành. Các tòa nhà cổ của Tử Cấm Thành được chính Hoàng đế Minh Thành Tổ lên kế hoạch và xây dựng. Quy mô lớn, cấu trúc chặt chẽ, lối trang trí tinh xảo và vô số di tích văn hóa hiện có là những nét độc đáo trong số các tòa nhà cổ của Trung Quốc, là một quần thể cung điện nổi tiếng thế giới. Màu sắc hoàng gia. Màu vàng là màu của hoàng đế, biểu trưng cho quyền lực tối thượng, dành riêng cho bậc quân vương, được thể hiện từ y phục, giường chiếu, gạch lát sàn đến bát đũa ăn hàng ngày. Vì vậy, hầu như tất cả các mái nhà trong Tử Cấm Thành đều được lợp ngói tráng men màu vàng. Màu đỏ trong văn hóa Trung Hoa mang ý nghĩa của sự sinh sôi, nảy nở và là màu của may mắn. Vì thế tất cả cung điện và tường thành đều có màu đỏ. Tuy nhiên, màu này cũng tượng trưng cho lửa.
Đó là lý do mái của thư phòng là nơi duy nhất của Tử Cấm Thành có màu đen thay vì vàng. Màu đen tượng trưng cho nước và dập tắt ngọn lửa trong trường hợp bị hỏa hoạn. Tương tự, dinh thự của các thái tử được lợp ngói màu xanh lá cây vì màu xanh lá cây liên hệ với gỗ, đại diện cho sự phát triển. Yếu tố phong thủy, bố cục đối xứng. Một trong những yếu tố quan trọng để quyết định vị trí của Tử Cấm Thành là phong thủy. Đó là một học thuyết có tầm ảnh hưởng trong văn hóa Trung Quốc, chuyên nghiên cứu sự tác động của thiên nhiên đến vận mệnh, hỏa phúc của con người. Một yếu tố quan trọng khác của phong thủy là sự đối xứng. Do đó, bố cục của Tử Cấm Thành hầu hết được thiết kế đối xứng. Những cung điện quan trọng nhất đều nằm trên trục Bắc Nam ở trung tâm và các cung khác được sắp đặt đối xứng hai bên. Cách bố trí các tòa nhà tuân theo các phong tục cổ xưa được nêu trong kinh lễ. Vì vậy, đền thờ tổ tiên phải nằm phía trước cung điện. Khu vực lưu trữ nằm phía trước khu phức hợp cung điện, còn các dinh thự thì nằm phía sau. Áp dụng cách bố trí các tòa cung điện theo nhóm dưới hình thức truyền thống của kiến trúc Trung Quốc. Nhấn mạnh vào thiết kế theo mạng lưới, có trung tâm và có trục đối xứng. Các cung điện chính của Tử Cấm Thành được phân bổ trên trục trung tâm. Các tòa trong cung điện đều được xây dựng theo một kích thước thống nhất. Vật liệu xây dựng bền vững, quý hiếm. Với hệ thống kiến trúc đồ sộ, Tử Cấm Thành chính là một khu tổ hợp các công trình cổ sử dụng nhiều vật liệu xây dựng đặc biệt, bền vững và quý hiếm. Hơn 100.000 cây gỗ lim được vận chuyển từ phía Tây Nam, cách Bắc Kinh 1.800 km. Loại gạch vàng lát nền được chuyển đến từ phía Nam cách nơi cung điện 1.000 km. Hơn 80 triệu phiến đá, mỗi phiến có trọng lượng 24 kg. Giấy thiếp tráng kim đến từ Nam Kinh. Ở đây còn có rất nhiều những tảng đá khổng lồ được chạm khắc hình hoa văn tỉ mỉ. Trong đó có những tảng đá nặng hơn 220 tấn, thậm chí còn có tảng hơn 330 tấn. Đá này được lấy từ một mỏ đá cách xa nơi xây Tử Cấm Thành đến 70 km. Các nhà nghiên cứu cho rằng những tảng đá khổng lồ như vậy được vận chuyển tới nơi xây dựng bằng bánh xe có nan hoa, một kỹ thuật đã được người Trung Quốc sử dụng rộng rãi từ 1.500 trước Công Nguyên. Nổi bật trước khu vực Điện Thái Hòa có phiến đá cẩm thạch khổng lồ chiều dài 16,8 m và rộng 3 m là điểm nhấn cung điện, với kiến trúc độc đáo được chạm khắc rồng phượng cầu kỳ, tinh xảo. Gần đây, các nhà khoa học kết luận rằng phiến đá nặng hàng trăm tấn này có thể được vận chuyển trên đường băng. Những kỹ sư đã cho đào hàng trăm giếng nhỏ dọc đường đi. Khi đến mùa đông thì làm cho đường ngập nước, nhiệt độ thấp khiến nước trở thành một lớp băng trên mặt đất. Bằng cách này, chỉ cần một số lượng khoảng 50 công nhân đã có thể vận chuyển phiến đá khổng lồ này. Độc đáo mái nhà các cung điện. Gờ dốc của mái nhà được trang trí bằng một hàng bức tượng nhỏ. Số lượng bức tượng thể hiện tính chất của tòa nhà. Một tòa nhà nhỏ sẽ có 3 hoặc 5 bức tượng. Thái Hòa Điện là tòa nhà duy nhất được phép có tới 10 bức tượng trên mái nhà. Do đó, bức tượng thứ 10 trên mái nhà Thái Hòa Điện được gọi là hàng thập, cũng là độc nhất trong Tử Cấm Thành. Được biết, thứ tự các linh vật như sau: rồng đứng trước là biểu tượng của bậc đế vương, phượng hoàng đứng thứ hai đại diện cho hòa bình trên thế giới, thứ ba là sư tử đại diện cho sự dũng cảm và uy nghiêm, xếp hạng thứ tư là ngựa trời, vị trí thứ năm là hải mã có thể biến điềm hung thành lành, thứ sáu là sư tử vô cùng dũng mãnh, có thể trấn áp thiên tai, giảm bớt hung ác. Vị trí thứ bảy là cá, có thể cầu mưa, dập lửa và ngăn chặn thảm họa. Thứ tám là hạ chí, được cho là một con vật có tính khí ngay thẳng và hiện thân của công lý. Thứ chín là bò tót, có thể làm mưa làm gió, ngăn chặn tai họa, phòng chống hỏa hoạn. Cuối cùng là con quái thú nhỏ độc đáo có tên gọi là hàng thập, ngụ ý để chỉ chống xét và giải trừ tai họa. Không khó để bắt gặp sự hiện hữu của số 9 trong Tử Cấm Thành.
Đây cũng là con số chiếm vị trí quan trọng trong quan niệm về số học của người Trung Quốc. Số 9 đại diện cho cực dương và hoàng đế. Để có thể tiếp cận được với vua thì phải đi qua 9 cánh cổng. Tử Cấm Thành cũng có 9.999 căn phòng, ít hơn một căn so với 10.000 phòng ở trên Thiên Cung, nơi mà Ngọc Hoàng Đại Đế cai quản trong truyền thuyết. Trên đại môn, cửa chính cũng thường gắn 81 chiếc núm đinh chín dọc, 9 ngang. Kiến trúc truyền thống của Trung Quốc không phải dùng cửa lớn để ngăn cách sân vườn và bên ngoài, mà là dùng cảnh tường. Tác dụng chính của cảnh tường là che khuất tầm nhìn, tránh cho người ngoài có thể nhìn thấy được những gì bên trong. Cảnh tường của những ngôi nhà bình thường đều dùng gạch lát, nhưng cửa lồng bích tường cửu long trong Tử Cấm Thành lại được lát từ những viên gạch lưu ly. Cửu long bích của cung nằm ở hoàng cực môn với chiều dài 29,4m, chiều cao 3,5m, chiều dày 0,45m. Được xây dựng vào năm Càn Long thứ 37. Điểm nổi bật nhất của cửu long bích của cung chính là 9 con rồng, cũng là khởi nguồn cho cái tên cửu long bích. Cảnh tường của người bình thường chỉ sử dụng hình ảnh của trâu, bò, ngựa, mèo và chó, nhưng cửu long bích sử dụng hình ảnh của rồng giống loài tượng trưng cho hoàng đế. Câu chuyện kiến trúc sư Việt góp sức xây Tử Cấm Thành. Trong một bộ phim tài liệu về Tử Cấm Thành do đài truyền hình của Đức sản xuất, họ từng đề cập tới việc một kiến trúc sư người Việt Nam tham gia đóng góp công sức xây dựng nên công trình vĩ đại này. Ngoài ra, một bài báo trên tờ Ích Thế Báo do nhà sử học Trương Tú Dân viết cũng nhắc tới tên của vị kiến trúc sư này. Đó là Thái giám Nguyễn An. Nguyễn An, 1381-1453, quê ở Hà Đông, nay là Hà Đông, Hà Nội. Ông nổi tiếng là thần đồng từ nhỏ và là thiên tài về kiến trúc. Từ năm 16 tuổi, ông đã tham gia xây dựng nhiều cung điện nguyên a ở kinh thành Thăng Long thời vua Trần Thuận Tông. Năm 1407, nhà Minh mang quân sang xâm lược nước ta với danh nghĩa phù Trần Diệt Hồ, đánh bại nhà Hồ. Họ bắt nhiều người tài giỏi, ưu tú của nước ta mang về Trung Hoa, trong đó có Nguyễn An. Sau đó, Nguyễn An được chọn làm thái giám phục vụ trong cung nhà Minh. Thời điểm đó, nhà Minh đang chuẩn bị xây dựng kinh thành ở Bắc Kinh. Tài năng của Nguyễn An thu hút sự chú ý của vua Minh và ông được giao nhiệm vụ phụ trách việc xây dựng Tử Cấm Thành. Theo các tài liệu ghi chép, Nguyễn An tham gia vào công trình này với vai trò kiến trúc sư, kim luôn nhà quy hoạch, quản lý dự án, theo như cách gọi của ngày nay. Công việc kéo dài từ năm 1406 đến năm 1424 thì cơ bản hoàn thành. Nguyễn An còn là tổng công trình sư phụ trách việc mở mang, trung tu thành Bắc Kinh dưới thời Minh Anh Tông, trị vì 1435 đến 1449 và 1457 đến 1464. Không phụ sự ủy thác của nhà vua, Nguyễn An hoàn thành quần thể cung điện với 2 cung, 3 điện, nha môn của 5 phủ 6 bộ, 9 cửa đã được tu bổ và tạo dựng. Với thành quả đạt được, Nguyễn An được vua Minh đặc biệt coi trọng, tán dương và ban thưởng hậu hĩnh. Có thể thấy, kiến trúc sư Nguyễn An dù trải qua gian khổ phải xa quê, nhưng nhờ tài năng thiên phú và tính cách tận tụy với những nhiệm vụ được giao đã khiến trí tuệ của người Việt được rạng danh xứ người. Phim trường rộng mênh mông, phải tranh thủ chạy xem hết thôi. Trời sắp tối rồi. We'll be right back.
Trời sắp lặn, chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai sẽ đi bộ nhiều hơn và sẽ biết được nhiều điều thú vị. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu, dân mê điện ảnh, thích thú rồi đây.